chị và các bạn thân mến nha. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn video ngã tư đường Nguyễn Văn Quá, Đặng Văn Bi nha. Quẩy về chợ Thủ Đức. Xuân Hợp là quận 2 á, còn Nguyễn Văn Bi này vô Thủ Đức này quý vị. Ở đây là ngã tư Bình Thái á. Bình Thọ bây giờ lên thành phố Thủ Đức rồi. Cuối năm gần Tết Nguyên Đán này bây giờ luôn sơ bu lắm, xe ra vô chạy luôn sơ bu. Đây trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Nói ngân hàng Vietcombank. Đại học Kiến trúc giờ ra đây ha, giờ ra Thủ Đức. Cửa nằm ở trong Nguyễn Chiểu. Chỉ Nguyễn Thiên gì đó, quận 1, giờ ra đây.
quý vị thấy trước đó là bên phải là lớp kè xin nha bà của Đức. Dành khuyên thủ đức đó chùa quê nhiên hết đường Đặng Văn Bi bắt đầu tới cái đường có đường Võ Văn Ngân còn Liên Kiểu vô chợ Thủ Đức đó quý vị. Ngay nhà thờ này chứ trường công nghệ của Đức Cao Đẳng Công Nghệ xuống dốc này tới ngã tư Dòng Xây của Đức rồi ngã tư chợ của Đức rồi đó cái giáo xứ rồi giáo xứ của Đức đó nhà thờ của Đức đông đủ rồi chuẩn bị ra tới chợ rồi đó mình tết này luôn xô à rồi đó cái xăng này đó chứ rồi tới Dòng Xây Thủ Đức nó từ chợ Thủ Đức rồi video đến đây xin tạm dừng, hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem, trân trọng mời kính chào.